Di Đà Phật. Thì bữa nay chỗ này thả hơi bị đã luôn. Hôm nay có phước nhỉ, hôm nay được vào tới đạp sông đây thả. Ồ, có lún không trời? Lún chút xíu thôi không sao đâu. Có gì chết thì niệm Phật vãng sanh luôn. Chị tưởng gì dễ chết hả chị? Đâu có dễ. Rồi niệm Phật đi. A Di Đà Phật. Rồi tiếp tục chị bắt cá chép ra thả cho em đi. Rồi, nhanh tay đi cho hôm nay chị tạo phước luôn đi, chị không có bắt cho giết nữa mà chị bắt thả đi. Rồi cho chị thả. Được, thả xuống đây được, khỏi sợ xuống đây chết đuối đúng không? Rồi, sắp xanh quá trời luôn mà còn sợ chết. Ta sợ chết thì người ta đừng có sát sanh. Đây mình thì muốn sống mà mình cứ giết chúng sanh là sao nhỉ? Đấy, chị thấy sai chưa? Rõ ràng mình cũng sợ chết mà mình lại cứ lấy mạng của chúng sanh một ngày không biết bao nhiêu mạng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chép đợt này mạnh quá ha. Ngon quá. A Di Đà Phật nhẹ nhàng thôi. Nhẹ các vị ơi, các vị sẽ được sống mà các vị về với đại tự nhiên rồi các vị không có chết đâu nữa mà sợ. Yên tâm đi ha. A Di Đà Phật. Quá đã luôn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Niệm Phật đi chị. A Di Đà Phật. Đúng rồi, đây đây thả thả cho này. Chị chỗ này, đây chỗ này. Đây, cho nó cứ ngắt không chết đâu sợ. Rồi, em không biết bơi đâu nhưng mà em cũng muốn vãng sanh. Chỗ này A Di Đà Phật. Về với đại tự nhiên đi, về với đại tự nhiên đi, hãy đi niệm Phật, xin hãy niệm Phật. Xin hãy niệm Phật. A Di Đà Phật. Xin hãy niệm Phật. Rồi, sướng rồi cuộc đời. Sướng cuộc đời rồi. Tiếp tục con cá kia nó chị lên lấy luôn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quý vị ơi, quý vị đừng có sợ. Lúc rồi, đưa cho em con cá trôi bự, cá trôi bự. Đây đây. A Di Đà Phật đã quá. Về với lại tự nhiên đi, đi đi đi. Quá đã. Chị thấy đi thả chúng sanh vui không? Thế này sao không làm được bây giờ, cho nên khi em làm quen rồi em lại thấy chị đập em sót lắm. Thấy ai cũng muốn sống hết mà. À, gì? Đó đó đó, nó mạnh chưa? Quá, tuyệt vời, tuyệt vời. A Di Đà Phật. Xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật. A Di Đà Phật.